Xin chào mọi người đang xem video, tôi là Tuấn Phong Thủy. Như mọi người đã biết thì hiện nay thì xây dựng rất là phát triển, và đặc biệt là cái việc mà bố trí các cái phòng ốc trong một cái căn nhà là một cái điều vô cùng quan trọng. Tức là khi mà chúng ta mà bố trí những cái căn phòng trong một cái căn nhà ấy, mà sai phong thủy và phạm vào các lỗi phạm liên quan đến phong thủy, thì rất có khả năng sẽ dẫn đến cái tình trạng mắc những cái bệnh mà chúng ta nhiều khi là đi bệnh viện này, hoặc là nhiều khi mà chúng ta đi khám đi chữa thì cũng không khỏi được cái bệnh này. Và trong những ngày qua thì tôi có đi tư vấn phong thủy cho rất là nhiều gia chủ, cũng như là đi khám bệnh cho các căn nhà, thì tôi có phát hiện ra một cái trường hợp như này, muốn chia sẻ với mọi người, hy vọng mọi người có thể tránh được những cái lỗi phạm này. Đó là có rất là nhiều gia chủ bố trí cái phòng ăn của họ đối diện với lại cái cửa nhà vệ sinh. Khi mà nhà bạn ấy mà bố trí một cái phòng ăn này mà đối diện với lại cái cửa nhà vệ sinh, thì cái người trong cái căn nhà đó ấy, rất dễ có khả năng sẽ mắc các cái bệnh liên quan đến về cái đường tiêu hóa này, về cái đường ruột này, hoặc là bệnh dạ dày. Thậm chí có những người mà tôi đi khám phong thủy cho cái căn nhà của họ, thì nặng hơn ấy, thì cái người trong nhà đó rất có khả năng sẽ liên quan đến các cái vấn đề về dao kéo hay là mổ xẻ. Đây là một trong những cái lỗi phạm mà chắc hẳn là bạn đặt lý do tại sao mà lại xảy ra cái tình trạng như vậy. Thì các bạn chỉ có thể nhìn nhận theo một cách đơn giản như thế này. Có nghĩa là nhà vệ sinh ấy là một cái nơi mà nó vẫn bốc những cái uế khí lên. Mặc dù nó mắt thường chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà cái uế khí nó bốc từ những cái đường ống này, từ cái bể phốt này lên những cái đường ống rồi lên cái nhà vệ sinh của bạn ấy. Cái uế khí nó vẫn có bốc ra. Vậy là khi mà chúng ta mà bố trí một cái bếp ấy mà gần đối diện với cửa nhà vệ sinh ấy, thì vô tình rằng là khi mà chúng ta đi vệ sinh xong chúng ta không đóng cái cửa đó, hoặc là cho dù có đóng cửa đi chẳng hạn, nhưng mà khi mà chúng ta bố trí nhà vệ sinh như vậy thì nó vẫn có một cái lượng uế khí nhất định nó bốc ra cái bếp, mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các cái đồ ăn này trong cái bếp của chúng ta. Mà cái bếp thì lại là nơi mà gia đình chúng ta đoàn tụ, mà cũng lại là nơi mà chúng ta tiếp nhận những cái nguồn thức ăn để tái tạo cái nguồn năng lượng trong cái ngày làm việc. Thì khi mà cái thức ăn của chúng ta nó bị ô nhiễm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình chúng ta. Và đặc biệt ở đây nhé, tức là tôi đã nghiệm chứng rất là nhiều trường hợp, đặc biệt ở đây nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái đường tiêu hóa của chúng ta. Đấy, cái bữa ăn của chúng ta là cái bữa ăn nó vô cùng quan trọng. Có thể là những cái uế khí bạn không nhìn thấy, cũng như là khi mà bạn hình dung là khi bạn nấu một cái món ăn ấy, mặc dù chúng ta không nhìn thấy cái mùi vị của thức ăn là gì, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được cái món ăn này nó có thơm hay không này, cái món ăn này nó có cái mùi nọ này, có cái mùi kia này, thì chúng ta hoàn toàn là có thể cảm nhận được, đúng không? Và tương tự như vậy thì cái uế khí của nhà vệ sinh ấy nó cũng sẽ như vậy, mặc dù là chúng ta không nhìn thấy nhưng nó cũng sẽ có một cái lượng uế khí nhất định nó bốc ra từ nhà vệ sinh. Vì vậy mà các bạn ấy, khi mà chúng ta xây nhà xây cửa chúng ta đặc biệt là không nên bố trí cái cửa của nhà vệ sinh đối diện với cái bếp nhé. Thì thông qua video này tôi muốn chia sẻ để giúp các bạn có thể tránh được cái lỗi phạm này, bởi vì đây là những cái lỗi phạm mà tôi đã nghiệm chứng cho hàng nghìn gia chủ, rất là ứng nghiệm trong cái trường hợp này. Nếu như bạn bố trí vào lỗi phạm như vậy sẽ dẫn đến tình trạng là sẽ mắc những cái bệnh mà tôi vừa chia sẻ với bạn. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của tôi trong hôm nay. Nếu như bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ like và đăng ký kênh để được những video chia sẻ mới nhất về đức phong thủy của tôi, và đặc biệt là giúp đỡ cho những người ngoài kia có thể tránh phạm vào các lỗi phạm về phong thủy nhà bếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.